đừng đánh cháo lươn lẹo để chạy tội cho các giám đốc trốn thuế. Các vụ án Hoàng Thị Minh Hồng, giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển, tên viết tắt Chen, Đặng Đình Bách, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, viết tắt là LPSD, Ngụy Thị Khanh, giám đốc xã hội dân sự Green ID, Mai Phan Lợi, chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Giáo dục Truyền thông MEC, bị phạt tù về tội danh trốn thuế đang là mục tiêu khai thác của các cơ quan truyền thông nước ngoài, cá nhân, tổ chức chống phá Việt Nam, hòng quy kết, vu cáo chính quyền, đàn áp nhà hoạt động môi trường. Luận điệu của họ là nhập nhèm, lòe bịp các khoản tiền trốn thuế, thành la lối kiểu Chí Phèo. Viện trợ từ nước ngoài cũng bị đánh thuế tiền viện trợ cho tổ chức phi lợi nhuận. Chính quyền Việt Nam đang sử dụng luật thuế mơ hồ như một thứ vũ khí để trừng phạt các nhà lãnh đạo môi trường mà Đảng Cộng sản cầm quyền coi là mối đe dọa đối với quyền lực của họ. Việc bắt giữ và kết án một số người bảo vệ quyền con người về môi trường với các tội danh như trốn thuế đang có tác động tiêu cực đến sự sẵn sàng đóng góp của các tổ chức phi chính phủ độc lập cho thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng GETP. Rồi, họ kêu gọi các chính phủ cùng các tổ chức đa phương và các tổ chức khác đầu tư vào vấn đề môi trường hay chuyển đổi năng lượng sạch ở Việt Nam, hãy kiên quyết yêu cầu trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường. Về việc này, cần phải minh bạch rõ thủ đoạn trốn thuế của các giám đốc nói trên và việc núp dưới danh nghĩa nhà hoạt động môi trường, hoạt động phi lợi nhuận để vu cáo, bôi đen hoạt động tố tụng thông thường của cơ quan tố tụng. Thứ nhất, cả bốn tổ chức gắn mác hoạt động phi lợi nhuận nói trên không được thành lập theo luật doanh nghiệp mà đều được đăng ký thành lập và mang tư cách pháp nhân theo luật khoa học và công nghệ, tức mang danh tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập. Việc thành lập tổ chức hoạt động của các tổ chức này phải tuân thủ nghị định của Chính phủ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoa học công nghệ, trong đó quy định rõ cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này và hoạt động không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật Khoa học Công nghệ, Điều 11 Nghị định số 81. Không thể nói kiểu như trang luật khoa tạp chí cho rằng nhà nước chưa ban hành quy định pháp luật với hai loại hình tổ chức được thành lập theo Luật Khoa học và Công nghệ nói trên, để rồi tùy ý áp đặt giải thích việc áp dụng các điều luật về thuế đối với loại hình pháp nhận thành lập theo Luật Khoa học và Công nghệ này. Thứ hai, cả bốn tổ chức nói trên đều có điểm chung là gian lận thuế đối với các khoản tài trợ từ nước ngoài dưới dạng hợp đồng ký kết thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể, chứ không phải là khoản tài trợ, viện trợ phi lợi nhuận. Trường hợp các tổ chức này xác định nhận các khoản tài trợ, viện trợ phi lợi nhuận từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải tuân thủ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tức là khoản viện trợ đó phải lập dự án và phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Lúc đó khoản tài trợ hay viện trợ đó sẽ được miễn thuế hoàn toàn. Tuy nhiên, tất cả mấy tổ chức nói trên đều không hề lập dự án về khoản tài trợ đó và không báo cáo xin phép với cơ quan có thẩm quyền theo luật thì không đủ điều kiện được miễn thuế. Về bản chất, khoản tài trợ đó đã bị họ biến tấu thành hợp đồng cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ thì phải tuân thủ quy định về ký kết hợp đồng dịch vụ dân sự và tuân thủ theo Điều 76 Bộ Luật Dân sự, tức đóng vai trò là pháp nhân phi thương mại thì khi ký kết hợp đồng phát sinh thu nhập thì phải thực hiện trách nhiệm thuế. Thứ ba, các vụ án nói trên đều có chứng cứ rõ ràng, các bị cáo đều nhận thức rõ hành vi phạm tội, đều có chuyên gia, cơ quan thuế thẩm định, kết luận chi tiết các khoản tiền trốn thuế, không hề có chuyện ngụy tạo hay gán tội cho các nhà hoạt động môi trường. Lấy ví dụ, trong vụ án đối với Hoàng Thị Minh Hồng, Giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển, Change, bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội xin khoan hồng, viện dẫn các việc làm ích nước lợi dân được bằng khen của chính phủ để được xin giảm án. Còn vụ Đặng Đình Bách, đối tượng nhận thức rõ hành vi trốn thuế khi để các khoản tiền nhận tài trợ dưới dạng hợp đồng cung cấp dịch vụ, nhưng đổ vấy tội cho nhân viên thuế tự ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài sản, không kê khai tài chính với các khoản tiền này. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đã có đủ chứng cứ chứng minh Đặng Đình Bách biết rõ các khoản tài trợ ký kết hợp đồng này, cố tình chỉ đạo nhân viên kế toán không đưa vào sổ sách kế toán để gian dối trục lợi, nên bị kết án không thể bao biện được. Rõ ràng những kẻ trốn thuế biết rõ mình vi phạm pháp luật mà vẫn cố tình, còn nếu họ cho rằng đó là các khoản viện trợ được miễn thuế, thì tại sao không làm hồ sơ dự án viện trợ gửi cho các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận? Khoản viện trợ như hàng ngàn hàng vạn các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đã và đang làm và được chính quyền các cấp tạo điều kiện thực hiện,
đơn giản vì họ biết rõ các dự án này không đủ điều kiện cấp phép viện trợ, thậm chí xâm phạm an ninh quốc gia, không thể lọt lưới các cơ quan chức năng nên mới phải lách luật bằng hình thức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ rồi trốn thuế để qua mắt chính quyền, không để cơ quan chức năng phát hiện ra dấu hiệu bất minh trong các dự án của họ. Vậy nên các chuyên gia Liên Hợp Quốc, tổ chức phi chính phủ hay tổ chức bảo vệ môi trường nọ kia cũng như đài báo phương Tây đừng ra mồm bao biện, chạy tội hay tự lòe bịp người nữa. Không có khuất tất thì sao phải gian dối? Họ tử tế, minh bạch thì sao phải trốn thuế? Hay chăng cả nhà tài trợ lẫn kẻ nhận tài trợ đều ngầm thỏa hiệp với nhau để trốn tránh sự phát hiện của chính quyền? Nên nay bị phanh phui kết tội thì cùng nhau diễn vai ai oán kẻ là làng kiểu cả vú lấp miệng em.